Xin mến chào các bác ạ. Trong video clip ngày hôm nay thì Hoàng Gia Ono lại tiếp tục test hai sản phẩm để gửi cho hai bác khách đến từ hai tỉnh rất là xa. Đấy, một bác khách thì đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Bác có mua một chiếc đầu băng cối, model của nó là Tech 3300 SX. Đây là trong một trong những cái model phân khúc bình dân và chạy được băng 10 các bác nhá, và máy một chiều. Đấy. Với những bác nào mà đang có cầm cửa tiền 12.500.000 mà muốn sở hữu được một chiếc máy chạy được băng 10 như Hoàng Gia có lắp ở trên đây, thì đây là những cái phân khúc mà chúng ta nên chọn. Và ngoài ra thì chúng ta cũng còn không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì các bác biết là những dòng Tech mà máy băng 10 hoặc Akai máy băng 10 thì thông thường thì giá nó phải tầm trên nếu mà máy 2 chiều nó phải tầm 20 triệu trở lên các bác nhé. Đấy, nên là nó rất là cao tiền. Nên là với những bác nào mà chúng ta có tầm cửa tiền khoảng 12-12 năm đấy, mà muốn chơi băng 10 thì tham khảo Tech 3300 SX, máy chạy một chiều băng 4 trách các bác nhá. Bác lấy thêm một cặp xương Tech vàng gold và một cuốn băng 10 Hoàng Gia đã làm cho bác xong rồi. Cuốn này là Hoàng Gia làm cho bác, đó là cuốn thanh tuyền 1 và thanh tuyền 2. Đấy. Đây là Hoàng Gia đã làm sẵn cho bác rồi, và lít nhất là dán đầy đủ cho bác đây rồi. Đấy. Thì lát nữa thì Hoàng Gia sẽ gửi hàng cho bác. Và một chiếc âm ni Sansui 2000X đời chót tụ đen, chạy sò xanh ken 4:1. Chiếc đầu này, chiếc âm ly 2000X này thì Hoàng Gia đã đổi điện sang 220V cho bác, và sản phẩm này gửi về cho bác ở V-Ship Bắc Ninh. Đấy, bác cũng đã chuyển cọc rồi, tất cả các bác đều chuyển cọc cho Hoàng Gia Audio. Mà hôm nay thì Hoàng Gia Audio sẽ test và cũng như là sẽ hướng dẫn các bác cách chúng ta lắp đặt sử dụng luôn nhá. Về băng 10 ấy, thì các bác biết rồi, đây là cái húp đơn, thì khi các bác lắp băng ấy, thì các bác lưu ý là nó có cái cạnh trên cái húp, nó sẽ có cạnh như cái ông sao này, ba cạnh là chúng ta phải đặt vào đúng cái vị trí đó nhá. Và lắp băng, đẩy băng vào và hai tay phải thao tác các bác nhá, không được dùng một tay nhá. Tránh trường hợp là cái xương này nó chém vào đây là nó sẽ xước cái mặt ra. Mà xước cái mặt này ra là không thể làm lại được đâu các bác nhá. Đấy. Bên này cũng thế. Và dây băng thì các bác biết rồi. Đây các bác có thể nhìn hình còn ra quay cho bác này. Đấy. Còn nếu bác chưa làm được thì liên hệ Zalo thì Hoàng Gia sẽ hướng dẫn bác. Đây là volume âm lượng này. Rất là đơn giản thôi. Bác nắp xong thì cắm điện 100V, bật nguồn, bật play, thế là xong. Kim vẩy là có nhạc thế thôi. Đấy. Kim mà không vẩy thì các bác xem lại nha, xem lại băng đã lắp đúng chưa, nếu có lắp ngược băng không. Đấy. Còn kim nào phải vẩy, mà vẩy rồi mà không ra nhạc thì xem lại dây AV đã cắm đúng chưa, hoặc đã cắm vào âm ly này đã đúng cái vị trí chưa, đã chọn chế độ của âm ly đúng chưa. Nên nếu chọn sai nó sẽ không ra tiếng. Đấy. Đấy. Máy này à. Máy một chiều thì được trưng là rất là bền và lành. Đấy, bởi vì gần như là nó tính năng nó bị giảm đi mà. Đấy, hệ thống phanh tốt các bác nhá. Chiều ngược chiều xuôi. Hoàng Gia đã test từ sáng đến giờ rồi. Bởi vì nhiều con máy mà test mà nó chưa nóng máy ấy, thì nó chưa phát sinh bệnh được. Nên nhiều khi là phải test thật kỹ, bởi vì đây là sản phẩm gửi đi rất là xa. Nên là Hoàng Gia test từ buổi sáng và đến tận buổi chiều nay bắt đầu lại test lại để đóng máy để gửi cho bác. Còn nhiều cái máy mà test mà mình không kỹ thì nhiều khi nóng bắt đầu nó mới sinh bệnh các bác nhá. Đấy, nên Hoàng Gia chia sẻ rất là kỹ. Nên tại sao có những bác là mua hàng về chỉ dùng khoảng được 2 tiếng, 3 tiếng bắt đầu máy nóng lên phát là máy lại có bệnh luôn. Thì đấy là do hiện tượng là nó nóng máy nó mới bị. Chứ để nguội phát nó lại chạy bình thường, xong nó nóng lên nó lại bị. Thì đấy là những cái hiện tượng rất là bình thường. Vì đây là những cái máy, nó những cái cỗ máy này nó rất là cổ rồi, nhiều năm rồi các bác nhá. Nên chúng ta cứ hãy coi nó là những cái bệnh hắt hơi sổ mũi thông thường thôi, không có gì nghiêm trọng cả, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy. Và những sản phẩm máy này, đầu băng cối này Hoàng Gia bán thì luôn luôn có bảo hành 1 tháng cho các bác. Nên là tại sao bảo hành 1 tháng thì đấy, Hoàng Gia cũng giải thích là nhiều con máy là về không thể test chạy nóng máy được. Nhiều khi chỉ test được vài 3, 5, 7 phút hoặc 10 phút là cất đi thôi. Bởi vì nhiều máy thì chúng ta không thể test hết được. Đấy, nên là khi bán cho các bác chạy nó nóng lên, bao giờ nó có hiện tượng thì tại sao mà bảo hành ở chỗ đó các bác nhá. Những cái đấy là bảo hành Hoàng Gia sẽ trả tất cả các chi phí cho các bác, nên các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Đó.
Máy này là bán Hoàng Gia bán cho bác 12 triệu rưỡi. Băng thì các bác biết rồi, băng là xương nhôm này là băng 90 phút một mặt, 180 phút hai mặt, thì là băng này là 2 triệu tư một cuốn, cộng một xương phụ là 600, nó là tổng là 3 triệu là một cái cặp băng như thế này. Đó. Đó, thì tất cả là Hoàng Gia đã test kỹ rồi. Và bây giờ thì Hoàng Gia sang con âm ly Sansui 2000X để test gửi bác khách ở Bắc Ninh. Đây, chúng ta cái này thì Hoàng Gia đã chuyển năng điện 220V rồi vì âm ly là đa cấu điện. Đấy. Thì âm ly này là nó sẽ có hai đầu vào, một là cổng tép. Đấy, Hoàng Gia đang cắm cổng tép nên các bác là sẽ không có nhạc. Đấy. Ấn vào nó sẽ có. Thì cái cổng tép Hoàng Gia đang đấu ấy là đây, các bác có nhìn được. Tép mon này này. Trắng đỏ, đỏ trắng hoặc trắng đỏ đều được các bác nhá. Cứ đấu theo hàng ngang. Và một cổng là cổng AUX, trắng đỏ cắm theo hàng ngang này nhá. Đây là cọc loa. Loa thì tùy các bác, đỏ là dương, đen là âm thì các bác cắm đúng dây loa nhá. Mình quy định là dây màu nào là dây âm dây dương thì đấy các bác tự quy định. Đấy. Thứ hai là khi test để AUX ấy, thì các bác biết rồi, để AUX vặn chế độ AUX thì các bác nhìn cái đèn này nó sẽ có một chữ AUX thôi, nó không có giải đèn thì nó rất là xấu đúng không ạ? Đặc trưng vào cái dòng 2000X nó là như vậy. Thì thông thường là chúng ta hãy cắm cổng tép và chúng ta chuyển cái này về chỗ độ FM cho nó lên sóng đài để nhìn cho nó sinh động. Đấy, còn khi muốn nghe FM thì các bác là ấn muting này. Đấy, ấn nút muting vào nha. Đấy, và bây giờ chúng ta nhả cái này ra. Muốn nghe FM phải nhả ra nha. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dò kênh. Đấy, có tiếng luôn này. Đấy. Đấy, chưa có anten mà đã nét rồi nhá. Nó đã bắt nét rồi. Đấy. Đây là FM, AM này. Đây, AM này. Đấy, đây là AM các bác nhá. Láng qua những đoạn giao cắt. Đấy. Bây giờ đây chúng tôi cũng đang. Đấy là AM. Có những sự đông đúc bắt đầu. Đấy. Tất cả các chức năng Hoàng Gia đều test hoàn hảo hết. Và đèn đóm là cũng chạy hết nhá, không có cái nào bóng nào tối. Đèn kim vẫn còn nguyên nhá. Đèn nền này cũng còn nhá. Đấy. Máy móc ở mặt mũi là không có chảy xước. Đấy, Hoàng Gia test kỹ và gửi cho bác. Đã cũng đã test rất là kỹ con này rồi. 2000X đời chót tụ đen, chạy sò xanh ken 411 các bác nhá. Đấy. Đấy, đời chót. Còn cái bác muốn nghe băng cuối ấn vào đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ tăng này lên. Đấy. Âm lượng này. Ok bác nha, sản phẩm này sẽ gửi cho hai bác. Cảm ơn hai bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Và cảm ơn hai bác cũng như cảm ơn các bác đang theo dõi clip này Hoàng Gia Audio. Sẽ còn lên sóng rất nhiều các sản phẩm khác. Bác nào cần tư vấn này, bác nào cần làm những chương trình băng cối hoặc các xét, hoặc tư vấn những cái bộ xe pháo mã thì liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia Audio theo cái số điện thoại như trên tấm biển màu xanh này, 0975884009, địa chỉ cửa hàng ngày cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn lại các bác ở trong các video lần sau.